Dạ có. Chí Khang, Dạ có. Xuân Hùng, Xuân Hùng, Vĩnh Tài, Dạ có. Thế Bảo, Thế Bảo, Dạ có. Đình Hiếu, Dạ có. Việt Hùng, Dạ có. Phú Nghĩa, Dạ có. Thành Nhân, Dạ có. Nguyễn Văn Nam, Có. Việt Dũng, Dạ có. Anh Phát, Anh Phát, Minh Triết, Dạ có. Thuận Thiên, Dạ có. Đức Mạnh, Đức Mạnh, Lâm Duy, Dạ có. Gia Mẫn, Dạ có. Vân Khánh, Có. Công Hưng, Dạ có. Trung Nguyên, Dạ có. Nhật Hạ, Nhật Dạ có. Đông My, Đông My, Đức Trung, Duy Khang, Duy Dạ có. Dạ có. Quang Nhật, Dạ có. Minh Thi, Dạ có. Vĩnh Thịnh, Dạ có. Hải Đăng, Dạ có. Duy Phước, Dạ có. Ba Huy. Dạ có. Rồi hỏi lại. Xuân Hùng, Bạn, Đức Mạnh, Bạn, Đông My. À, ôn bài cũ. Trước mình đã học dạng te imas, nhắc lại động từ, ngôn ngữ pháp với động từ dạng te. Mình có hai cái, đó, thứ nhất là te kudasai, yêu cầu đưa ra mệnh lệnh một cách lịch sự, và thứ hai mình có dạng câu te imas. Động từ ở dạng te kết thúc bằng imas là câu tiếp diễn, thể hiện hành động đang diễn ra ngay tại thời điểm nói. Như vậy ví dụ bài số 6 mình có câu mẫu Anasan wa osara o alatte imasu. Mình có động từ alaimasu là rửa hoặc giặt, ở đây osara o alaimasu là rửa chén ha. Như vậy bạn Anna đang rửa chén, hành động rửa chén đó diễn ra ngay tại thời điểm nói. Như vậy mình sẽ chia thành dạng tiếp diễn alaimasu thành alatte imasu. Tương tự câu mẫu các câu từ 1 tới 7, người ta đã cho sẵn cái động từ ở trong ngoặc rồi. Như vậy thì các bạn sẽ chia nó thành dạng te cộng với imas như thế nào để thể hiện câu đang tiếp diễn, hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói. Chia động từ xong thì xem thử cho tôi nghĩa của cái câu đó là gì. Thôi, 7 câu cho các bạn 5 phút. Tôi nào không thấy nói nhau.
Cô ơi, cái này là họ biết làm gì đã không đúng không? Cái gì? Câu nào? Thế là mấy câu này là kiểu biết làm gì đã không đúng không? Biết làm gì đã không đâu. Câu mẫu này nè, đã chia thành dạng te imas. Như vậy thì cái động từ ở trong hoặc á, chia thành dạng te kết thúc bằng imas thể hiện là đang làm gì đó như thế nào. Rồi làm đi. Trở bài câu số 1. Ikimasu, vậy cái này sẽ làm như thế nào? Rồi có ai xung phong không? Câu số 1 thuận thiên. Tương tự câu số 2, mình có động từ cho đây là yomimasu, vậy chia thành dạng T như thế nào? Thành nhân. Tìm hiểu coi nghĩa của nó là gì luôn. Câu số 3, mình có kakemasu, hiếu nghĩa. Câu số 4, benkyo shimasu. Benkyo shimasu như vậy chia thành như thế nào? Hoàng Lộc. Câu số 5, utaimasu. Vân Khánh. Và câu số 6, suimasu. Gia Mẫn. Cuối cùng số 7, shimasu. Câu số 7 thì chú ý phần đằng trước đó có cái gì đặc biệt không để chia cho đúng ha? Số 7 thì sao đây? Số 7. Minh Thi. Rồi, mở đáp án vào trong khung. Rồi, ai muốn cải thiện điểm gì đó thì hôm nay là cơ hội cuối cùng ha. Thứ 6 tôi chốt sổ. Chữa bài câu số 1 của chưa 1 rồi 1 2 3 4 5 6 rồi số bài câu số 1 có gì tác phẩm và piano hikimasu như vậy chia thành dạng te imasu đang làm gì đó mình có là piano hi te imasu rồi câu này mang nghĩa là gì đấy thần thiên
Dạ, tát san đang chơi piano. Rồi, tát san đang chơi piano. Hikimasu chơi nhạc cụ và piano. Hikimasu chơi piano. Câu số 2 tương tự yomimasu như vậy, chia thành dạng te cộng với imasu đằng sau thể hiện tiếp diễn, mình có yon de imasu. Rồi, yomimasu, mimasu chuyển thành in de, như vậy yon de imasu. Câu này mang nghĩa là gì? Thành nhân. Cô là Daniel san đang đọc sách. Bạn Daniel đang đọc sách. Câu số 3. Kakemasu, đây là động từ nhóm 2. Như vậy đối với động từ nhóm 2 thì bỏ mas đi, thay bằng t, thêm imas vào. Như vậy mình có là quang sòn và đen qua ốc kake te imas, thiếu t là phải có t. Thiếu nghĩa, câu này mang nghĩa là gì? Quang sòn đang nghe điện thoại. Đang gọi điện thoại, nghe điện thoại. Đen qua ốc kakemasu là gọi điện thoại, nói chuyện điện thoại không? Câu số 4, benkyo shimasu. Như vậy benkyo shimasu chuyển thành benkyo shitemasu. Rồi, câu này mang nghĩa là gì? Bạn Lộc. Yamakura-san đang học trong thư viện. Đang học benkyo shimasu. Yamaguchi-san đang học trong thư viện. Khi động từ học này mình có thể dùng không cần tân ngữ kèm theo cũng được, là học bài nói chung chung. Còn muốn nói học cái gì thì có tân ngữ cộng với ố. Đang học bài trong thư viện. Toshokan de benkyo shite imasu. Câu số 5, uta imasu. Về câu số 5 này chuyển thành dạng te imasu, mình có uta te imasu. Câu này mang nghĩa là gì? Văn Khánh. Dạ, câu này là bạn Natapon đang hát một bài hát ạ. Rồi, đang hát một bài hát. Uta là bài hát, uta imasu là động từ hát. Câu số 6, Maruko san wa asoko de tabako o su imasu. Như vậy mình chuyển thành dạng te, asute imasu. Câu này mình nghĩ là gì đây? Giang Mẫn. Dạ, bạn Maruko đang đang hút thuốc ở chỗ kia. Đang hút thuốc ở đằng kia. Rồi. Và câu cuối cùng, Mary san wa heya de nani o. Ở trong cái phần người ta cho nó có từ để hỏi nani là cái gì. Như vậy đây là câu hỏi. Động từ là shimasu, làm. Như vậy đang làm cái gì, mình có nani o shite imasu ka. Hồi nguyên văn câu này mang nghĩa là gì, Minh Thi? Có nghĩa là bạn Mary ở nhà làm gì vậy? Đang ở trong phòng làm gì? Đang ở trong phòng làm gì vậy? Rồi. Heya de hanani o shite imasu ka. Rồi. Ngoài dạng te imasu, thể hiện câu tiếp diễn, hành động gì đó đang xảy ra ngay tại thời điểm nói. Thì hôm trước mình còn đi qua một cái dạng ngữ pháp nữa. Đó là ba thứ này. Rồi nhắc lại, mình có masho, masen ka và masho ka. Thì nhìn nó sẽ hơi giống nhau nên là mình cố gắng phân biệt ha. Masho, nhắc lại đầu tiên mình có masho là dạng câu hô hào, kêu gọi, cùng làm gì đó. Rồi, ngoài ra mình có masen ka. Masen ka là một cái lời mời, rủ ra ai đó cùng làm gì đó với mình không. Và cuối cùng mình có dạng masho ka. Masho ka là câu đưa ra đề nghị giúp đỡ một ai đó, người nói làm việc gì đó cho người nghe. Ví dụ, Tetsudai masho ka, tôi giúp bạn nhé. Sashinotori masho ka, tôi chụp hình giúp cho bạn nhé. Thì động từ dạng mas của mình cứ bỏ đuôi mas, thay nó bằng masho, kết thúc câu bằng ka. Rồi. Ở đây mình có một cái bài luyện tập ngoài, bài số 3. Bài số 3, người ta sẽ cho các bạn một cái động từ ở trong mặt và phần đuôi của nó đã ghi sẵn masho ka. Như vậy nhiệm vụ của mình đầu tiên chuyển cái động từ ở trong mặt thành dạng như thế nào để đi được với cái đuôi ở phía sau, mang ý nghĩa đưa ra một cái lời đề nghị giúp đỡ. Ví dụ câu, ví dụ mình có con băng đen qua ố, cái gì đó masho ka, động từ mình có là kakemasu. Như vậy mình chuyển thành kake masho ka, tối nay tôi gọi điện cho anh nhé. Rồi câu trả lời, thì câu trả lời ở đây mình sẽ chuyển cái động từ đã cho sang dạng te kudasai, xin hãy làm gì đó, đưa ra yêu cầu mệnh lệnh một cách lịch sự, sử dụng dữ kiện ở trong mặt. Ví dụ ở đây người ta cho là hachiji goro, rồi goro là một cái từ mang ý nghĩa là tầm khoảng, ước lượng, dùng với điểm thời gian. Như vậy câu mệnh lệnh của mình là xin hãy gọi lúc tầm 8 giờ.
Hachiji goro kakete kudasai. Chia động từ kakemasu ở trong ngoặc thành dạng te, nhưng mà sử dụng với kudasai, đưa ra yêu cầu mệnh lệnh. Tương tự câu mẫu, mình có 5 câu ở phía dưới. Các bạn, đầu tiên công việc của mình là chuyển cái động từ dạng mas ở cho trong ngoặc thành dạng như thế nào để nó đi được với masoka ở phía sau, tạo thành một câu đưa ra đề nghị giúp đỡ. Và câu thứ hai, nhiệm vụ thứ hai đó là viết câu trả lời tương ứng, sử dụng cái động từ đã cho và thông tin đã cho ở trong ngoặc với dạng te kudasai. Xin hãy làm gì đó. Thôi, 5 câu cho các bạn 7 phút. Làm trước 3 câu đầu tiên ha. Rồi tôi kéo xuống mình làm tiếp 2 câu dưới. Rồi, Đông My vừa điểm nhanh xong là bài trên bảng ha. Câu số 4, động từ thì mình học rồi, mà mình có tegami. Tegami là bức thư. À, cái ở trong ngoặc nó là gì? Sokutatsu. Sokutatsu là kiểu gửi nhanh, gửi hỏa tốc. Vậy thì gửi thư bằng phương pháp là gửi nhanh, gửi hỏa tốc á. Rồi, và câu số 5, động từ trong ngoặc người ta cho mình là okurimasu. Okurimasu là gửi luôn. Và mình có faxu là fax.
À, được chưa? Số bài. Câu số 1. Vậy với câu số 1, cái động từ này và dữ liệu ở trong mặt thì mình sẽ có câu hỏi và câu trả lời như thế nào đây? Ai làm xong rồi? Câu số 1. Cách gọi ha. Giờ có làm bài không? Rồi, câu số 1. Minh Huy. Câu số 2, Lê Đức. Câu số 3, Chí Khang. Số 4, Đông My. Và số 5. Số 5, Thế Bảo. Thôi, nghĩ sao làm vậy, gõ đáp án vào trong khung. Lại ha, số 1, Minh Huy. Số 2, Lê Đức. Số 3, Chí Khang. Số 4, Đông My. Và số 5, Thế Bảo. Cô kéo xuống cho em coi. Cô kéo lên tới cho em coi là khung 1.
Được cho số 1 Minh Huy, số 2 là Đức, số 3 Chí Khang. Rồi đọc được không? Lê Đức đọc luôn. Rồi mau lên mất thời giờ. Câu số 1. Minh Huy. Thôi, cái này chỗ này làm như thế nào? Cái kimasu thì mình sẽ chuyển thành dạng gì đây? Minh Huy. Dạ, cái kimasu đổi thành kia kia kuda sai. Câu hỏi. Kimas như vậy đằng sau người ta cho mình là Masoka, như vậy thì đầu tiên để lắp qua cái của câu hỏi mình phải chuyển thành dạng gì trước? Đó, đổi ta bỏ mas thay bằng Masoka đằng sau thôi, như vậy mình có gì? Kimasoka Ashita tetsuda i ni kimasoka. À, ngày mai tôi tới giúp bạn nhé. Đây là dạng gì? Động từ đuôi mas, bỏ mas đi thay bằng ni, theo sau là động từ di chuyển nè. Tetsudai mas là giúp đỡ, vậy tetsudai ni kimasu là đến giúp. Rồi, như vậy câu trả lời thì mình sẽ trả lời như thế nào đây? Cũng sử dụng động từ kimasu, thêm dữ liệu ichijigoro khoảng 1 giờ. Như vậy câu trả lời là à, bạn tới lúc 1 giờ nhé. Nói sao đây, Minh Huy? Kimasu sẽ chia thành dạng kudasai như thế nào, Minh Huy? Rồi. Minh Huy. Kimasu chia thành dạng tê như thế nào? Kimasu. Kimasu chia thành dạng tê, tê. Kimasu tê. Kimasu tê. Đã kimas rồi còn thành kimas t gì nữa, kimas chia thành dạng t như thế nào? Đây là động từ nhóm 3 bất quy tắc thành gì? Kimas thành gì? Ki thấy chưa? Ki tê. Ờ, ki tê. Như vậy câu này ở dưới mình có tới, hãy tới ki tê gì cơ? Kudasai. Ờ, kite kudasai thì sử dụng dữ liệu ở trong mặt có ichijigoro kite kudasai, hãy tới lúc tầm 1 giờ nhé. Câu số 2. Lê Đức. Thôi, câu tiên kashimasu, câu hỏi mình sẽ có gì đây? Gọi là viết. Kashimasu. Giờ đọc nguyên câu hỏi thôi. Kashimasu đó, như vậy thì chia thành dạng Kashimasu thì em sẽ chia thành Kaite à? Kashimasu. Kashi. Đọc rồi đó. Kashimasu là gì? Cho mượn. Kashimasu là cụm từ nhóm 1. Như vậy chuyển thành dạng T sẽ là gì? Kashite à? Kashite. Rồi ở đây câu hỏi mình có gì? Ở đầu tiên Masoka thì đối với cái dạng mà Masoka động từ dạng mas, mình cứ bỏ mas đi.
thay bằng naso ka hơn. Như vậy câu hỏi có kumakai okane o kashimasho ka. Kashimasu là cho mượn, kumakai đây là tiền lẻ. Như vậy tôi cho bạn mượn tiền lẻ nhé. Đưa ra một cái lời đề nghị giúp đỡ. Rồi, như vậy câu hỏi ở đây, à, câu trả lời à, hãy cho tôi mượn 200 yên. Nói như thế là đây, sử dụng động từ kashimasu. Kashite kudasai. Ni hakuen o kashite kudasai. Phân ngữ là 200, như vậy mình có ni hakuen o kashite kudasai. Câu số 3, mochimasu, chú học rồi, mochimasu là cầm mang, nimotsu là hành lý. Như vậy nimotsu o mochimasho ka, tôi mang hành lý giúp bạn nhé. Và câu trả lời người ta cho mình gợi ý là hitotsu, một cái, à, bưng giúp tôi một cái đi. Hitotsu o một tê phân sạc mochimasu mà. Mochimasu chia thành dạng tê gì? Bỏ chimasu thay bằng ực tê. Như vậy là một tê kudasai mới đúng. Hitotsu o motte kudasai. Và có trò động từ chứ. Tức là nimotsu o hitotsu motte kudasai á. Vậy thì mình có là hitotsu o motte kudasai. Rồi. Mochimasho ka. Hãy mang một cái. Rồi, câu số 4. Mình có dashimasu tegami. Đây là bức thư. Thì hôm trước mình học dashimasu là lấy ra. Ừ, nhưng mà tegami o dashimasu thì mình sẽ mang hiểu là đi gửi thư ở bưu điện á. Như vậy đầu tiên câu hỏi kono tegami o dashimasho ka, tôi gửi cái bức thư này cho bạn nhé. Thôi và câu trả lời vâng, hãy gửi bằng chuyển phát nhanh. Thì sokutatsu này là phương tiện cách thức. Như vậy sau phương tiện cách thức sử dụng trợ từ để. Dashimasu chia thành dashite. Sokutatsu de dashite kudasai. Đúng rồi. Câu số 5. Tổng từ của mình là okurimasu. Vậy đầu tiên câu hỏi chizuo okurimasho ka, tôi gửi bản đồ cho anh nhé. Và tương tự câu trả lời sẽ là à, xin hãy gửi bằng fax. Như vậy fax de o okurimasu ở đây là động từ nhóm 1. Như vậy động từ nhóm 1 nếu nó kết thúc bằng rimasu thì phải bỏ rimasu thay bằng utte. Vậy câu số 5 phải là okutte kudasai. Fakusu de okutte kudasai, gửi bằng fax. Thôi, mình qua phần cuối cùng. Ở đây mình có một số câu như trên bảng. À, ngày mai bạn Lan sẽ mang bánh ngọt tới. Ashita Lan sawa keiki o motte kimasu. Mình có te ki, motte kimasu là mang tới. Rồi, câu thứ hai cũng vậy tương tự. À, anh Kim đang nói chuyện với khách hàng. Kimu sawa okaku san to hanashite imasu. Đang nói chuyện với khách hàng. Hành động đang diễn ra ngay tại thời điểm nó, sử dụng dạng te imasu. Hoặc câu ở dưới, thầy giáo sẽ không đi du lịch cùng mọi người. Sensei wa minato issho ni roko ni ikimasen. Rồi, như vậy xác định cho tôi trong ba cái câu này chủ ngữ của nó là gì? Câu đầu tiên chủ ngữ là gì đây? Bạn Lan mang bánh ngọt tới. Lan sao mà khi kêu một từ chị mát, chủ ngữ trong câu này là gì? Lan. Bạn Lan, Lan sao? Câu thứ hai, anh Kim đang nói chuyện với khách hàng. Kim sao mà khách sang tố hành hashtag mát. Như vậy chủ ngữ trong câu này là gì đây? Kim sao? Ờ, khi mưa sang anh Kim. Và tương tự câu số 3, sensei wa minato issho ni roko ni ikimasen, thầy giáo không đi du lịch cùng với mọi người. Như vậy chủ ngữ trong câu này là sensei. Đúng rồi, sau chủ ngữ thì mình có trợ từ qua xác định chủ ngữ. Bây giờ muốn hỏi à, ngày mai ai sẽ mang bánh ngọt tới, hoặc ai đang nói chuyện với khách hàng, hoặc ai sẽ không đi du lịch cùng với mọi người. Như vậy từ để hỏi ai mình có là từ gì đây? Dare. Dare. Rồi, nhưng mà trong trường hợp này cái đối tượng mình đang hỏi chính là chủ thể, chủ ngữ của câu. À, ai mang bánh ngọt tới, à, ai đang nói chuyện với khách hàng, ai sẽ không đi du lịch cùng với mọi người. Trong trường hợp từ nghi vấn,
từ để hỏi của mình á, đóng vai trò là chủ ngữ trong câu, thì trợ từ ở đằng sau mình sẽ không sử dụng trợ từ qua nữa mà sử dụng trợ từ gá. Như vậy trong các câu này, nếu muốn hỏi ai mang bánh ngọt tới, ví dụ câu đầu tiên mình phải hỏi là Asta dare ga kekki o motte kimasu ka. Hoặc tương tự câu số 2, ima dare ga okakusan to hanashite imasu ka. Hoặc câu số 3, dare ga minna to issho ni loko ni ikimasen ka. Trong trường hợp nghi vấn từ, từ để hỏi của mình á, là chủ ngữ của câu, thì trợ từ mình phải sử dụng là trợ từ giá. Thì như vậy ngoài những cái câu mà cái đối tượng mình đang muốn hỏi ở đây là người sử dụng đa rè, thì tất nhiên mình vẫn có những cái câu khác đối tượng hỏi về lúc nào, itsu ga, hoặc chủ thể hỏi về nơi chốn, doko ga, hoặc là hỏi về một cái vật, cái sự vật sự việc gì đó, nani ga. Trong trường hợp nghi vấn từ, từ để hỏi là chủ thể chủ ngữ của câu, thì mình sẽ sử dụng dạng phía sau là ga. Thôi, như vậy thì ở đây có cái hình minh họa sách giáo khoa dễ hiểu hơn. Mình có gì? Hình số 3. Bạn Wan và bạn Natapon đang ăn bánh. Như vậy thì bạn Wan mới nói bánh ngon quá. Ai là người làm cái bánh này vậy? Trong trường hợp đó, ai là người làm cái bánh? Cái chữ ai từ để hỏi đó, nó là chủ ngữ trong câu. Thì như vậy khi hỏi, mình sẽ sử dụng là da, rề, gá. Thôi, và như vậy bạn Natapon trả lời bạn Anna làm nó. Mình sẽ có câu trả lời như thế nào? Mà mình nghe thử không? おいしいですね。そうですね。 誰がこのケーキを作りましたか? アンナさんが作りました。へえ。美味しいですね。そうですね。誰がこのケーキを作りましたか? アンナさんが作りました。へえ。 Rồi mình có cái đoạn hội thoại đại diễn ra như thế nào đây. Câu hỏi, bạn Quan hỏi ai là người làm cái bánh này vậy? Như vậy lúc nãy có giải thích rồi. Cái a đây đóng vai trò là chủ ngữ trong câu, nghi vấn từ là chủ ngữ. Như vậy sau đó mình sử dụng ga. Dare ga kono keki o tsukurimashita ka. Rồi, bạn Natapon trả lời sau đây. Anna-san ga tsukurimashita. Trong trường hợp này câu trả lời mình cũng sử dụng trợ từ ga luôn. Để nhấn mạnh cái chủ thể của mình. Thì nhấn mạnh như thế nào? Nhấn mạnh ở đây là không phải bạn Park làm, không phải bạn Wan làm, không phải bạn Natapon làm, không phải ai khác làm, mà chính là bạn Anna làm cái bánh này. Như vậy mình có Anna-san ga tsukurimashita. Rồi, luyện tập phần này chút xíu cho quen. Mình có bài số 3, sách giáo khoa. Như thế nào đây? Câu hỏi ví dụ, bạn nữ hỏi ai là người làm cái bánh này vậy? Tương tự, đây hỏi về chủ ngữ, nghi vấn từ của mình đóng vai trò là chủ ngữ trong câu. Như vậy mình có câu hỏi Dare ga tsukurimashita ka. Cái bánh, động từ, là ai làm cái này vậy? Việc này xảy ra rồi thì cái bánh nó mới hiện diện ở đây, nên sử dụng thì quá khứ. Rồi câu trả lời, bạn Wan làm đó. Như vậy mình có Wan san ga tsukurimashita. Nhấn mạnh vào chủ thể, không phải người khác mà chính là bạn Wan làm cái này. Tương tự 4 câu còn lại, 1, 2, 3, 4, các bạn dựa vào tranh. Toàn bộ chúng nó đều sử dụng câu từ để hỏi là đa rê gá tới ai cái gì. Thì như vậy dựa vào thông tin của tranh, mình xem coi sẽ sử dụng động từ như thế nào cho phù hợp và chia thì như thế nào. Thì câu 1, câu số 2, hình này là ôm chai rượu tới. Như vậy đã mang tới rồi thì mới có rượu uống, chia thành thì gì. Tương tự câu số 2, hình chụp hình, đã chụp rồi thì mới có cái ảnh treo ở đây. Như vậy dùng thì gì.
qua tới câu số 3 và câu số 4 thì khác. Mình thấy hành động này là hỏi về người đang hát và người đang đánh đàn. Nhưng mà cái kế bên mình thấy hai bạn này đang hát và đang đánh đàn. Như vậy mình phải chia thành thì gì? Rồi, làm thử ha, 4 câu cho các bạn 7 phút. Thôi, mình có 3 phút đầu tiên làm hai câu đầu trước.
À, được chưa? Số bài. Câu số 1. Như vậy mình sẽ có câu hỏi và câu trả lời như thế nào? Với cái hình này dùng động từ gì đây? Tuần thi. Câu số 2. Tương tự hình này mình sẽ dùng động từ gì? Nhập hạ. Câu số 3. Rồi qua tới câu số 3 và câu số 4 nhắc lại ha. Thì hai bạn này đang hát và đang đánh đàn. Vậy số 3 dùng như thế nào? Câu số 3. Số 3. Có tụ gọi. Phần sau thi rồi. Câu số 3 Việt Hùng. Câu số 4 Việt Dũng. Thôi, có đáp án vào trong khung. Rồi nhắc lại câu số 3 Việt Hùng, câu số 4 Việt Dũng. Rồi, Việt Hùng, Việt Dũng. Chúng ta trả lời. Câu số 1. Rồi, như vậy câu số 1 mình có là ai mang rượu tới, mang tới, có mang và tới luôn. Như vậy mình phải dùng từ gì? Motte kimasu. Mang tới mà. Motte kimasu. Như vậy, dare ga kono wai wai o. Why? Motte kimashita ka? Đã xảy ra rồi. Như vậy thì sử dụng dạng quá khứ. Anna-san mang tới đó. Thì như vậy Anna-san phải có ga. Anna-san ga motte kimashita. Có trợ từ xác định trước. Anna-san ga motte kimashita. Câu số 2. Rồi hình này mình có là chụp ảnh. Như vậy ta de ga to shashin o torimashita ka, cụ thể hơn thì mình sẽ nói là kono shashin, tấm ảnh này. Dare ga kono shashin o torimashita ka, pakusan ga torimashita, tương tự đã chụp rồi thì mới có ảnh. Như vậy dùng dạng quá khứ. Câu số 3 Việt Hùng. Việt Hùng không trả lời. Vâng. Như vậy câu số 3 mình có gì đây? Ai đang hát vậy? Thì cái hành động đó diễn ra ngay tại thời điểm nói. Như vậy mình có te imasu. Dare ga utatte imasu ka? Ai đang hát? Utai imasu chia thành dạng te. Rồi là Karu-san ga, Karu-san ga utatte imasu. Tương tự câu số 4. Câu số 4 Việt Dũng. Dũng đâu? Không thấy, trả lời, vắng. Rồi như vậy câu số 4 tương tự mình có ai đang đàn. Rồi câu số 4 làm đi, Thế Bảo. Đọc luôn cũng được, nhanh ha. Dare ga gita o hita imasu ka? Có dare thì cuối câu phải có ka, đây là câu hỏi. Mary san ga hita imasu. Mary san đang điền đó. Vậy tóm lại, trong trường hợp mà cái nghi vấn từ
từ để hỏi ai ở đâu lúc nào cái gì, của mình đóng vai trò là chủ thể trong câu, chủ ngữ trong câu, hỏi cho cái đối tượng là chủ ngữ của câu thì trợ từ đằng sau mình sẽ dùng trợ từ ga để xác định ta về ga gì đó. Rồi phần cuối cùng, phần cuối cùng mình đi lại cái phần hồi bài số 6 đã học một chút xíu. Rồi, ở đây mình có câu hỏi này. Mo shukudai o shimashita ka? Shukudai của mình là bài tập. Như vậy shukudai o shimashita là làm bài tập. Thì câu hỏi này mo shukudai o shimashita ka mang nghĩa là gì đây? Mình có mo đi với động từ thì quá khứ shimashita nào. Trong câu này mang nghĩa là gì? À, thì mo cùng với động từ thì quá khứ bài số 6. Đã rồi, đúng rồi, như vậy mo shukudai o shimashita ka là đã làm bài tập chưa. Như vậy thì đối với câu này có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đã làm rồi, mình có hai mo shimashita, mo cộng với động từ thì quá khứ biểu hiện hành động gì đó đã hoàn thành. Trường hợp thứ hai nếu chưa thì ra mình sẽ trả lời như thế nào đây? Sao bây giờ đừng trả tôi, chưa thì sao? Chưa thì trả lời như thế nào? Bài số 6 chưa làm. Mình có ie theo sau là dạng gì đấy? Mada des, kết thúc bằng des ha. Ie mada des, à chưa, vẫn chưa. Thì lúc đó mình học đó là mada kết thúc câu bằng des thôi, à, lúc đó mình vẫn chưa có học cái động từ dạng t. Thì câu này có thể nói cụ thể hơn bằng mẫu mada động từ dạng t cộng với imase. Thì mình có mada te imasen mang nghĩa là vẫn chưa làm cái gì đó. Như vậy ha, câu trả lời mình có hai cách. Thứ nhất là ie mada des, và thứ hai sử dụng cụ thể động từ luôn. Thì sẽ chia nó thành dạng te nhưng mà cộng với imasen. Ie mada shite imasen. Như vậy ở đây mình có nhắc lại lần nữa, mo mang ý nghĩa là đã rồi, already, và mada mang ý nghĩa là vẫn chưa, dạng như là still trong tiếng Anh đó. Thì ở đây mình có mada với mo. Câu hai câu này, okane ga arimasu, có tiền, và okane ga arimasen, không có tiền. Bây giờ hai câu này như mình bổ sung thêm những cái trạng từ như là mada và mo vào, mình sẽ có được những câu mang sắc thái nghĩa khác nhau. Câu đầu tiên có okane ga mada arimasu. Arimasu là có, mada là vẫn. Như vậy mada arimasu mang nghĩa là gì? Mada là vẫn, arimasu là có. Như vậy mada arimasu là sao? Rất vẫn. Mada arimasu vẫn gì? Vẫn gì? Vẫn còn đúng rồi. Mada arimasen, vẫn có, vẫn còn. Câu thứ hai thì sao? Mada arimasen. Mada một là vẫn, hai là chưa. Mada trong trường hợp này mang nghĩa là chưa, arimasen là không. Như vậy chưa, không có nghĩa là sao? Thấy vậy? Thì sao anh học bài? Rồi mada arimasen, mada arimasen là sao? Mada là chưa, arimasen là không có. Như vậy mada arimasen là gì? Chưa có tiền, đúng rồi, chưa có tiền. Ở chưa có, hiện giờ thì chưa có nhưng mà tương lai sẽ có. Và cuối cùng mình có mo arimasen. Mo là đã rồi, arimasen là không có. Như vậy mo arimasen nghĩa là sao? Mo là đã rồi, arimasen là không có. Như vậy mo arimasen là không còn tiền. Đúng rồi, lúc trước thì có nhưng mà bây giờ thì không có. Mada arimasen có là vẫn có, vẫn còn. Mada arimasen giống như là thiên nói ha, chưa có tiền nhưng mà sẽ có, chưa tới ngày lương chẳng hạn. Và cuối cùng mo arimasen, một cái sắc thái mạnh mẽ hơn, tức là không có, hết rồi. Lúc trước thì có nhưng bây giờ là không có, hết rồi. Thì như vậy
trong cái sách giáo khoa người ta có cho mình cái hình minh họa phần này, hình số 4. Bạn Mary hỏi bạn Van về bia. Thì mình thấy cái ý của bạn Mary là à, bia nó còn nguyên một két nhiều lon như thế này. Nhưng mà bạn Van trả lời sao? Két bia rỗng mất rồi, hết mất rồi. Thì như vậy cái đoạn ngồi lại nó sẽ diễn ra như thế nào đây? Mình nghe thử ha. Wan-san, beer wa mada arimasu ka? Sumimasen, mou arimasen. Sou desu ka. Chugoku no osake wa dou desu ka? Ah, hai. Arigatou gozaimasu. San, beer. Wan-san, beer wa mada arimasu ka? Sumimasen, mou arimasen. Sou desu ka. Chugoku no osake wa dou desu ka? はい、ありがとうございます。À, thì như vậy ở đây mình có đoạn hội thoại đó làm sao đây? Bạn Mary hỏi ý là còn bia không? Vẫn còn bia chứ? Như vậy mình có Mada arimasu ka? Quan san beer wa mada arimasu ka? Thì bạn quan ý là sao? Đã hết mất rồi. Lúc trước thì có nhưng bây giờ hết rồi. Đã hết rồi mình có sumimasen, mo arimasen, không còn nữa, đã hết rồi. Thì như vậy bạn quan tốt bụng đưa ra một cái lời đề nghị thay thế. Rượu Trung Quốc thì sao? Chugoku no osake wa dou desu ka? Cái dou desu ka này mình học rồi ha, mang nghĩa là như thế nào. Nhưng trong trường hợp này nó không hỏi về tính chất của rượu Trung Quốc, mà nó đưa ra một cái gợi ý, một cái đề xuất là rượu Trung Quốc thì sao? Rượu Trung Quốc thì như thế nào? Rồi, như vậy mình luyện tập phần này cho quen bài sách giáo khoa số 4. Cô ơi, cho con coi lại cái slide lúc nãy được không cô? Cái slide đó. Cái slide này hả? Không, cái slide trước đó cô. À, cái slide trước. Đó, Mada thì mình hiểu nó là gì? Vẫn hoặc là chưa, tùy trường hợp. Còn mô là đã rồi. Vậy Mada arimasu là vẫn có, vẫn còn. Và mô arimasu là không có nữa, không còn nữa, hết mất rồi. Thôi được chưa? Thôi, như vậy sách giáo khoa, luyện tập bài số 4. Mình có hình số 4 như thế nào đây? Thôi, ví dụ, mình có trường hợp thứ nhất. Bạn Nam tới hỏi xin salad. Như vậy thì mình có câu hỏi, à, vẫn còn salad chứ? Salada wa mada arimasu ka? Mada arimasu, vẫn còn. Như vậy salada wa mada arimasu ka? Salad vẫn còn chứ. Vậy thì câu trả lời làm sao đây? Mình thấy bạn nữ gật đầu và ở đây vẫn còn salad. Như vậy thì mình sẽ có câu trả lời à, hai mada arimasu, vẫn còn. Và đây người ta cho thêm mình ha, dozo là xin mời. Trường hợp thứ hai, bạn Nam hỏi về bia. Thì tương tự mình cũng có câu hỏi, à vẫn còn bia chứ? Biru wa mada arimasu ka? Thì mình thấy bạn nữ làm sao bảo là à bia hết mất rồi. Như vậy mình sẽ có câu trả lời à sumimasen, mo arimasen. Xin lỗi, hết mất rồi, không còn nữa. Rồi, thì nếu không còn nữa, mình sẽ đưa ra một cái gợi ý, một cái đề xuất thay thế. Ở đây mình có cái này là rượu, rượu tây, why. Sử dụng đề xuất thay thế bằng dạng câu hỏi do desu ka? Why wa do desu ka? Tương tự hai cái ví dụ. Các câu còn lại từ 1 tới 4 dựa vào tranh. À, thì mình sẽ viết câu hỏi và câu trả lời giống như câu mẫu. Nếu còn thì trả lời như thế nào? Nếu không thì trả lời như thế nào? Và người ta đưa ra đề xuất gì? Thì thử dùng nó bằng mẫu câu do desu ka? Thôi, làm bài. Muốn câu cho các bạn 6 phút.
Chai nước đó là ô gì đó cô? Nước đó là ô trà. Ô trà. Ở cái số 2 mình có cái này là trà luôn, nhưng mà trà trong ấm, hồng trà, trà tây thì dùng cái gì? Hết rồi thì thay thế bằng cái này là cà phê.
Được chưa, số 7, câu số 1. Vậy với cái hình này thì mình sẽ có câu hỏi và câu trả lời như thế nào? Câu mẫu còn trên ghi nha. Thuận Thiên. Câu số 2, tương tự. Câu số 2, nhưng mà ở đây sao gạch chéo, tức là hết rồi. Như vậy phải đưa ra lời đề nghị thay thế. Cái này là cà phê. Vậy sẽ nói như thế nào? Câu số 2, Minh Triết. Câu số 3, Vĩnh Tài. Câu số 4, tương tự, cái này là món gì đó, nhưng mà hết rồi, đưa ra lời đề nghị thay thế bằng cái này là pizza. Vậy câu số 4, thành nhân. Rồi, vậy câu số 2, Minh Triết. Hãy số 7, câu số 1. Ở đây mình có cái hài là trà xanh, ocha. Trà ocha thì dùng là trà xanh, trà nhật ha, như vậy. Ocha wa mada arimasu ka? Hai mada arimasu, rồi vẫn còn. Câu số 2, thì câu số 2 mình có cái này là gì? Hồng trà cơ. Thì người ta phải dùng từ là kocha mới đúng. Kocha wa mada arimasu ka? Mada, không, đã hết rồi. Đã hết rồi mà không còn nữa, như vậy phải dùng gì? Mo arimasen. Mada là vẫn hoặc là chưa. Mada arimasen là vẫn chưa có. Vẫn chưa có tức là sẽ có người là nãy giờ chưa có, nhưng mà sau đó sẽ có người đem lên. Không đúng trong trường hợp này. Bạn này ý là sao? Đã hết rồi. Như vậy thì câu số 2 phải là mo arimasen, không còn nữa. Vì như vậy bạn kia mới đưa ra một cái lời đề nghị thay thế là cà phê thì như thế nào? Kohi wa dou desu ka? Câu số 3. Câu số 3 thì mình có đây là món kari. Kare wa mada arimasu ka? Hai mada, mada arimasu, vẫn còn. Và câu số 4 mình có là món sushi. Sushi wa mada arimasu ka? Sushi còn không. Isumimasen, mo arimasen. Xin lỗi, không còn nữa, hết mất rồi. Vậy pizza wa dou desu ka? Pizza thì như thế nào? Rồi, như vậy mắc lại hơn, mình có mada là vẫn. Như vậy mada arimasu, vẫn còn. Và mo là đã rồi. Như vậy mo arimasen là không còn nữa. Vậy, như vậy mình xong toàn bộ ngữ pháp trong chương trình. Bữa thứ 6 đầu giờ mình sẽ làm bài nghe còn lại, bài nghe cuối chương 3, bài số 7 và ôn tập. Rồi các bạn về nhà ôn tập dần dần ha. Tài liệu có trên MS, cần gì thì nói. Mình có lớp tới đây. Arimashou.